Xin chào các anh chị, các em và các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Naomi UK Official. Và hôm nay thì Naomi chia sẻ với mọi người một cái chủ đề cập nhật của tình hình hiện tại của Covid đúng không ạ? Thì các bạn đang hết visa từ ngày 24 tháng 1 cho đến hiện tại thì các bạn nên làm thế nào trong khi chúng ta không thể quay trở về? Ví dụ chuyến bay gần nhất là ngày 3 tháng 6 thì chỉ ưu tiên người già và trẻ con dưới 18 tuổi. Một cái tin rất là vui thì Naomi muốn báo cho mọi người, đấy chính là các bạn sẽ được extend visa. Những cái bạn visa trước đấy extend ngày đến ngày 31 tháng 5 đúng không ạ? Còn bây giờ chính phủ vừa gia hạn thêm extend đến ngày 31 tháng 7. Nên nếu mà các bạn không lo lắng quá nhá thì ngày hôm qua là ngày cuối cùng ngày 31 tháng 5 rồi và các bạn chỉ cần email cho Home Office hoặc là alo cho Home Office nói rằng là lý do mình không quay trở về bởi vì những lý do thứ nhất là mình không có nghĩa là I fly restriction, mình không có máy bay để quay trở về. Vấn đề thứ hai đó là có thể là mình đang self isolate, đấy là những cái vấn đề. Và ngày 8 tháng 6 tất cả những ai muốn quay lại từ Việt Nam quay trở đây lại thì mọi người phải có một cái mọi người phải ở trong nhà, gọi là self isolate quarantine, ở trong nhà trong vòng 14 ngày. Và nếu mà các bạn sẽ đang có một cái form để các bạn đăng ký, nếu mà các bạn các form để các bạn đăng ký, nếu mà khi mà đến sân bay thì bạn sẽ phải ký cái form đấy rằng là mình sẽ nghiêm túc chấp hành điều kiện trong vòng 14 ngày mình sẽ tự self isolate ở trong nhà. Họ sẽ kiểm tra bất kỳ, và nếu mà bạn không thực hiện điều đó thì bạn sẽ bị phạt một số tiền lên đến 1.000 bảng. Vấn đề thứ hai nếu mình muốn chia sẻ ngày hôm nay đấy chính là nếu mà các bạn đang đang hold cái visa visitor visa, hoặc các bạn đang là sinh viên, hoặc các bạn đang cầm các loại các visa khác nhau, nhưng những cái loại visa đó yêu cầu các bạn phải quay về Việt Nam để các bạn gia hạn visa hoặc quay về, trở về các nước của các bạn đang để gia hạn visa thì các bạn làm thế nào? Thì Home Office mặc dù là chưa official open nhưng mọi người hoàn toàn có thể nộp hồ sơ. Ví dụ bạn một rất nhiều bạn hỏi là chị ơi em đang có visa du lịch ở đây nhưng mà bây giờ em có chồng của em ở đây thì em có thể làm visa được không? Mặc dù visa du lịch là các em phải về Việt Nam để gia hạn, nhưng trong dịp này là một trường hợp đặc biệt, các em có thể gia hạn ở UK, rất là tốt cho mọi người đúng không? Hoặc là nhưng mà các em hỏi là chị ơi em chưa có đăng ký kết hôn, hoặc là em chưa thi bằng được bằng tiếng Anh A1 B1 online in UK, các em hoàn toàn có thể nộp hồ sơ và bổ sung sau. Có bất cứ vấn đề gì hiện tại thì chúng ta còn 2 tháng nữa, nếu các em muốn thực sự, hoặc các em đang học về thạc sĩ mình hoặc là các em đang học đại học muốn gia hạn lại visa thì các em có thể hoàn toàn liên lạc với chị Naomi hoặc team 012 để gia hạn visa du học, ví dụ second master hoặc là khóa đại học 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 lên đại học của các em, những bạn mà vừa chuẩn bị là hoàn thành kết thúc cái kỳ A level đúng không nào? Thì chị hy vọng là những cái thông tin chị Naomi vừa cung cấp sẽ là bổ ích cho các em, và các em sẽ có một cái kỳ nghỉ chuẩn bị đã kết thúc cái kỳ nghỉ được vừa rồi, và là make cái decision để quyết định sớm. Và chị Naomi cảm ơn rất là nhiều, chúc mọi người có một ngày tuyệt vời và cùng đón nhận cái video của chị Naomi vào 2 giờ hàng ngày nhá. Là lý do mà các bạn lên like and subscribe cái kênh bởi vì lý do 2 giờ hàng ngày chị Naomi sẽ làm những cái video và để tặng mọi người. Mà mọi người muốn thêm bất cứ chủ đề gì thì chỉ cần comment ở dưới thì chị Naomi sẽ làm để tặng mọi người nhá. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.